giống như giờ tôi nói bị giống như nó cầm cái gậy á, đứng gì nè, tao nói gì nói đi, ý kiến đi, ý kiến đi. Ừ, được quyền ý kiến, được quyền nói ý kiến không? Nó làm kiểu đó, hỏi bị gần nào ý kiến, xong xuôi cái không ai ý kiến hết phải không, tức là đồng ý ở gì, có ý kiến không, có không, đúng không? Vậy cầm cầm cây bự gì nè, không đó, ý kiến không, đã mời nên thôi được quyền ý kiến thoải mái, nói thoải mái, ý kiến không đó đi, có ai ý kiến không, ai ý kiến gì bước ra đây, ý kiến bước ra đây, xong xuôi bà cố nội tôi cũng không dám nữa, xong xuôi rồi xong đó, qua cái buổi tiếp xúc gặp gỡ không có ai ý kiến hết. À, không ai ý kiến hết, vậy là đồng thuận rồi. Đồng thuận gì mày nói, tức là mày cố tình mày phá hoại nhớ, cầm cây gì nè, ý kiến ơi, ý kiến không, có ai ý kiến không? Vậy á, dạ cũng nghe tiếp thu, ôi rồi hoàn cảnh của bác bi đát quá, cháu cũng thông cảm, bây giờ mình về mình phải tìm cách mình tháo gỡ, thế làm đơn gì, nhưng mà có nhiều thằng chó đẻ quý vị biết gì không, mấy thằng kiểu chí phèo thôi, ông như mẹ mồm ông đi, toàn là xin ta đó, mấy thằng đó nữa đó nha. Việt Cộng nó có hai thứ, bắt đầu nó thấy cái người dân mà căng quá dữ quá đó, là bắt đầu nó đưa thằng ra cũng đạo mạo đạo đức lắm. Dạ đúng rồi, chú cháu cũng biết lỗi, đây là cái vấn đề cơ chế cả, nhà cháu hồi xưa cũng thế, à bây giờ nó có mấy thằng vậy nghe nghe cũng cảm thấy cháu nè, đấy anh của cháu làm công an đấy, trong quân đội đấy, đại úy còn vẫn bị đấy, vẫn biết rằng là nhà nước của mình là cũng có những cái vấn đề, nhưng mà mình vẫn giữ cái tuân thủ đó, tại vì nếu mình đi xa thế lại phạm pháp, thấy không? Nên thành ra đó, cháu chỉ cho các bác thế này, các bác làm những cái đơn như thế này thế này thế này, nhưng mà tôi nói với bị có mấy thằng chó đẻ hơn nữa đó, mấy thằng đó là mấy thằng gọi là nói gọi là đóng kịch đó, đó mấy đóng kịch cũng tiếp xúc dân rồi, xong cả cháu cũng nạn nhân này, cháu cũng bị thế này thế kia, đầu ngồi kể năm điều bảy chuyện, bắt đầu mấy bà già trút được nỗi lòng ra, bắt đầu khỏe quá nỗi lòng người đi, phải không? Ok, tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu đồ này kia, nghe thì nó cũng đã lắm, tâm tư mà tâm lý mà, thế là bắt đầu mấy bác cũng dịu dịu, thấy chú nói thế cũng phải, thế là bắt đầu về nhà êm dịu lại làm đơn, thế làm được 3 năm nữa là chưa xong, xong xuôi bắt đầu đến hồi tức quá, đúng không? Cái người mà hiền á là đầu nó đưa mấy thằng mẹ gọi là cu hồn á, mấy chó đẻ cu hồn ghê lắm, biết mẹ mồm đi xuyên tạc là mấy đó, hiền thì nó ăn hiếp, phải không? Thấy không, biết mẹ mồm đi toàn xuyên tạc thế phản động à, là đầu chơi cái chiêu bài đó là cũ mềm rồi, cái bây giờ cái bài đó chơi không được nữa đó, là đầu chơi cái bài chiêu nhẹ,